về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào mừng các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội của bộ sách Cánh Diều lớp 1. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau đến với bài 14, cơ thể em. Trước khi vào bài, cô trò chúng ta hãy cùng nhau đến với hoạt động 1, các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Các con hãy cùng quan sát hình vẽ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể. Ở hoạt động này, các con hãy quan sát hình vẽ và nói tên một số bộ phận bên ngoài của cơ thể con gái và con trai trong các hình dưới đây nhé. Cô mời các con cùng quan sát hình thứ nhất. Hãy nêu cho cô các bộ phận bên ngoài cơ thể của con gái. Bộ phận đầu tiên chúng ta phải kể đến, đó chính là đầu, cổ, sau đó là bụng, bàn tay. Tiếp theo là cánh tay và chân. Các con hãy cùng quan sát bức tranh số 2 và nói tên cho cô biết một số bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai. Chúng ta phải kể đến đầu tiên, đó chính là ngực, bụng, chân và bàn chân. Rất đơn giản, phải không các con? Vậy các con hãy cho cô biết cơ thể con gái và con trai khác nhau ở bộ phận nào? Chúng ta có biết con gái và con trai khác nhau ở bộ phận nào không? Các con ạ, hầu hết bộ phận cơ thể của con trai và con gái đều giống nhau như đầu, cổ, bụng, bàn tay, chân, vai, ngực, bàn chân. Nhưng chỉ có bộ phận sinh dục của cơ thể mỗi người sẽ giúp cho các con phân biệt là con trai hay con gái nhé. Cơ thể chúng ta có những vùng riêng tư như vùng được che kín bằng quần lót. Các con chú ý không cho bất kỳ ai được chạm vào quyền riêng tư của mình, trừ bố mẹ hoặc chúng ta đi thăm khám bác sĩ nhé. Các con đã vừa tìm hiểu xong hoạt động 1. Bây giờ cô mời cả lớp mình cùng đến với hoạt động 2. Trò chơi nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể con trai hoặc con gái. Đây chính là bức tranh minh họa cho một nhóm các bạn đang chơi trò chơi này. Các con có thể chơi nhóm nhiều bạn hoặc có thể chỉ hai bạn. Chúng ta hãy chơi đội nào kể được nhiều bộ phận bên ngoài của con trai hoặc con gái thì nhóm đó sẽ giành chiến thắng ở trò chơi này. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động số 2, hoạt động của một số bộ phận cơ thể. Đây chính là 5 bức tranh minh họa hoạt động của một số bộ phận cơ thể. Cô trò chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu từng bức tranh. Chúng ta hãy cùng quan sát bộ phận nào của cơ thể làm được các việc dưới đây. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát bức tranh thứ nhất. Và cho cô biết, bạn nhỏ trong bức tranh số thứ nhất đang làm gì? Các bạn tham gia vào hoạt động vẽ tranh. Và có bạn vẽ tranh thì các bạn đã thực hiện bằng tay đấy. Tay chính là bộ phận để tham gia vào công việc vẽ tranh. Và có rất nhiều bộ phận khác như mắt để quan sát, chân thì để di chuyển. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh số 2 và cho cô biết bạn nhỏ của chúng ta đang làm gì. Bạn nhỏ trong bức tranh đang uống nước. Vậy thì
Bộ phận nào của cơ thể tham gia vào hoạt động uống nước? À đúng rồi, đó chính là tay. Cô trò chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang bức tranh số 3. À, bạn nhỏ trong bức tranh số 3 đang ngẩng đầu, cúi đầu và quay đầu sang trái hoặc phải. Vậy khi bạn thực hiện những động tác đó, thì bộ phận nào của cơ thể giúp bạn làm được việc đó? À, đó chính là vùng cổ của bạn phải không? Chúng ta hãy cùng nhau quan sát tiếp sang bức tranh số 4 nhé. À, hai bạn nhỏ đang hát cùng với nhau phải không? Vậy những bộ phận nào của cơ thể cùng tham gia hoạt động hát? À, đó chính là miệng, tay và chân, phải không nào? Các con hãy cùng quan sát bức tranh cuối cùng là bức tranh số 5. Chúng ta thấy bạn nhỏ đang nhảy dây phải không? Vậy bộ phận nào của cơ thể giúp bạn làm được việc đó? À, đó chính là tay và chân. Các con ạ, khi tham gia các hoạt động, ngoài những bộ phận chính thực hiện ra, thì trên cơ thể chúng ta còn có rất nhiều các bộ phận khác cùng tham gia vào hoạt động đó. Qua 5 bức tranh trên, thì các con đã cho cô biết, ngoài tay và chân, chúng còn làm được những việc gì khác? À, tay và chân còn làm được rất nhiều việc khác phải không? Tay còn dùng để cầm nắm đồ vật, dùng để tham gia các hoạt động. Chân dùng để di chuyển, chạy nhảy, tham gia các hoạt động thể thao. Các con thấy đấy, tay và chân đã giúp cho chúng ta làm được rất nhiều việc. Vậy nếu như chẳng may, chúng ta gặp những người có khó khăn, chân hoặc tay không cử động được, thì sẽ gặp khó khăn gì và các con có thể làm gì để giúp đỡ họ? À, những người có chân hoặc tay không cử động được là các bạn đã chịu những thiệt thòi, phải không? Và chúng ta cần phải biết thông cảm và giúp đỡ họ. Những người có chân hoặc tay không cử động được thì sẽ gặp khó khăn về vận động như đi, đứng, chạy, nhảy, cầm nắm. Và chúng ta sẽ giúp họ vận động như đẩy xe lăn, cầm nắm đồ vật giúp họ. Chúng mình hãy cùng chung tay giúp đỡ những người có khó khăn về vận động các em nhé. Cơ thể chúng ta đã bao gồm nhiều bộ phận, tất cả đều các quan trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể chạy, nhảy, đi đứng. Chính vì vậy, chúng ta luôn luôn giữ gìn và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể của mình nhé. Để biết được chúng ta nên làm gì để bảo vệ các bộ phận của cơ thể, cô trò chúng ta cùng nhau đến với hoạt động số 3, giữ cơ thể sạch sẽ. Các con hãy quan sát 9 bức tranh dưới đây và cho cô biết các bạn trong hình dưới đây đang làm gì để giữ cơ thể sạch sẽ. Bức tranh thứ nhất, bạn nhỏ đánh răng. Bức tranh số 2, rửa mặt. Bức tranh thứ 3, chải đầu tóc gọn gàng. Bức tranh thứ 4, thường xuyên rửa tay. Bức tranh số 5, rửa chân. Bức tranh số 6, cắt móng tay và cắt móng chân. Bức tranh số 7, tắm gội cho cơ thể thường xuyên để giúp cơ thể sạch sẽ. Bức tranh số 8, lau khô cơ thể. Và bức tranh số 9, mặc quần áo ấm. Vậy các con cho cô biết, hằng ngày chúng ta làm những việc này có lợi ích gì? À,
để giúp cho cơ thể sạch sẽ, để chúng ta có thể luôn khỏe mạnh, phải không nào? Qua hoạt động 3, cô có hai câu hỏi cho các em. Câu hỏi thứ nhất, hàng ngày các con đã làm gì để giữ cơ thể sạch sẽ? Cơ thể sạch sẽ có lợi ích gì? Câu hỏi số 2, em cần thay đổi thói quen gì để giữ cơ thể sạch sẽ? Với hoạt động này, cô tin rằng mỗi bạn sẽ có những ý kiến riêng và không ai giống ai, phải không? Vậy thì các con hãy cùng chia sẻ cho bố mẹ hoặc người thân của mình biết nhé. Các con ạ, giữ cơ thể sạch sẽ giúp cho con khỏe mạnh và phòng tránh các bệnh tật. Qua bài học ngày hôm nay, và cô mong rằng các bộ phận bên ngoài của chúng ta rất quan trọng đối với mỗi người. Chúng ta hãy cần giữ cơ thể sạch sẽ để giúp cho các con luôn khỏe mạnh và phòng tránh được bệnh tật nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con vào các tiết học sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.